Đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới luôn là cuộc chiến nhiều khó khăn nguy hiểm. Nhưng trong 5 năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng xác lập, điều tra, đấu tranh triệt phá hơn 1.000 chuyên án, vụ án với 1.054 đối tượng tội phạm về ma túy, thu giữ trên 166 kg heroin, hơn 1,4 triệu viên ma túy tổng hợp cùng hàng chục kg thuốc phiện, ma túy dạng đá. Những con số này đã minh chứng cho bản lĩnh vững vàng, sự tinh thông nghiệp vụ và tinh thần chiến đấu dũng cảm của mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh, góp phần hạn chế tối đa ma túy thẩm lậu qua khu vực biên giới. Dũng tầm bà đấy, bà già rồi, Dũng bà thì lấy bao nhiêu thì bà cho. Thì cứ từ từ. Không giữ được à? Hả? Không giữ được bà à? Phải xem thái độ thành khẩn như nào, cứ vẻ đồn ông khai ra. Xem mặt mũi cái thằng thuê như thế nào. Để cán bộ truy tìm cái thằng ấy, thì bà đỡ tội, biết chưa? Đó là những lời lẽ mà đối tượng Và Thị Sông, sinh năm 1955, thỏa thuận với lực lượng chức năng hòng chạy tội. Và Thị Sông bị bắt giữ khi đang đi giao ma túy cho một đối tượng tại khu vực thôn 4, xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Nhưng chỉ với đoạn thoại ngắn trên, có thể thấy tội phạm ma túy không chỉ có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mà sẵn sàng mua chuộc cả lực lượng chức năng. Còn đây là các đối tượng đã lợi dụng thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, móc nối, mua bán trái phép 2.058 viên ma túy tổng hợp, 103 gram thuốc viện, 10 gram heroin về chia nhau sử dụng, bán lẻ kiếm lời. Song các đối tượng lại bị chính lực lượng chức năng tại xã Sipafin, huyện Nậm Pồ bắt giữ. Điều đó cho thấy các đối tượng, các đường dây tổ chức tội phạm về ma túy đang lợi dụng bối cảnh các lực lượng tập trung chống dịch bệnh COVID-19 để tăng cường các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Hiện nay, các cái đối tượng trong các đường dây tổ chức phạm tội về ma túy đã triệt để lợi dụng cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID, tăng cường các cái hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua biên giới vào địa bàn tiêu thụ và đi các tỉnh lân cận. Hiện nay, cái loại ma túy thẩm lậu vào địa bàn thì rất là đa dạng phong phú, gồm có heroin, ma túy đá, ma túy tổng hợp và thuốc phiện. Với phương thức hoạt động hết sức tinh vi và xảo quyệt, trước kia chúng tôi xác định cái hướng trọng điểm là tuyến tỉnh Điện Biên. Hiện nay các đối tượng ma túy đã triệt để lợi dụng các lực lượng tăng cường phòng chống dịch COVID trên các chốt biên giới để chúng chuyển hướng hoạt động vào các khu vực vùng sâu, vùng xa, các khu vực hẻo lánh để nhằm tránh sự kiểm soát phát hiện của ta. Chúng thường sử dụng các mạng xã hội như là Zalo, Facebook, các mạng WeChat để liên hệ, hình thành các đường dây tổ chức khép kín hoạt động nhằm thẩm lậu ma túy từ biên giới vào nội địa đi các tỉnh khác tiêu thụ. Hiện nay đang là tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, đấu tranh với các loại tội phạm này. Trong thời gian ngắn vừa qua, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp phá thành công nhiều chuyên án, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy. Để đấu tranh triệt phá các chuyên án, vụ án liên quan đến ma túy, các đồn biên phòng đã sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, khai thác triệt để nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, kịp thời điều tra, xác minh, kết luận các nguồn tin để đấu tranh và triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án về ma túy. Thực hiện cái tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, Đảng ủy đồn biên phòng Mường Mươn cũng như là chỉ huy đã ra cái nghị quyết lãnh đạo chuyên đề cho cán bộ chiến sĩ. Thứ nhất là lãnh đạo về cái công tác, các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Đó là nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các lực lượng làm tốt cái công tác vừa quản lý bảo vệ biên giới, vừa phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID trên biên giới. Rồi là giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, không bị những đối tượng phần tử xấu cô móc vào nội bộ để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị mà trên giao cho. Điện Biên được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy lớn từ phía nước bạn Lào về Việt Nam. Cũng chính vì thế mà hoạt động của loại tội phạm này dọc tuyến biên giới diễn biến phức tạp, với tính chất mức độ ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác đề ra, làm thất bại các hành vi phạm tội về ma túy trên khu vực biên giới của tỉnh.
Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 134 chuyên án, vụ án, bắt giữ 154 đối tượng phạm tội về ma túy, tang vật thu giữ 6 kg heroin, trên 260.000 viên ma túy tổng hợp, trên 3 kg thuốc phiện, 6 kg ma túy đá. Trong thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid, nhưng tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh thì vẫn diễn biến phức tạp với nhiều cái phương thức thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong cái điều kiện mà chúng ta đang phải phòng chống dịch Covid. Tuy nhiên thì với cái tinh thần chủ động tích cực, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai quyết liệt và tổ chức đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm ma túy với cái tinh thần là chống dịch, vừa chống dịch vừa kiên quyết tấn công tội phạm. Thì trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung biện pháp sau. Một là chúng tôi sẽ chủ động quyết liệt tiếp tục triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các cái đối tượng, từ đó để xác lập các cái chuyên án, kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm và thực hiện có hiệu quả cái kế hoạch cao điểm phòng chống ma túy nhân cái tháng hành động phòng chống ma túy. Hai là sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát biên giới địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch với đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Cuộc chiến đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy trên khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn tinh thông nghiệp vụ, dũng cảm truy bắt và cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các đối tượng phạm tội. Những người lính quân hàm xanh đã chiến đấu không khoan nhượng, ngăn chặn tội phạm ma túy từ phía ngoại biên, thẩm lậu vào nội địa, là những khắc tinh của tội phạm ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.